Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi đến phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng của bản kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với vụ án của Hồ Duy Hải. Video phát hành sáng ngày hôm qua, tôi có đưa ra một câu hỏi cho các bạn là bản kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là người đứng đầu của ngành kiểm sát, đứng đầu cái ngành truy tố lại kháng nghị bản án giám đốc thẩm, nó có mâu thuẫn gì hay không? Nó có giống với cái tình huống như là vạch áo cho người ta xem lưng hay không? Tôi nhận thấy rằng là các bạn cũng có phản hồi, có comment trên video của tôi, nhưng thật sự những cái comment đó nó chưa thuyết phục được tôi. Câu trả lời làm tôi chưa được thỏa mãn. Vậy thì sau video này chúng ta sẽ cứ tiếp tục phản hồi nhé. Luật sư sẽ xem các phản hồi của các bạn và sẽ trả lời cho các bạn vào video phát hành vào sáng ngày thứ bảy. Video sáng ngày thứ bảy mang nội dung là tư duy của một luật sư trong vụ án của Hồ Duy Hải và vì sao đến thời điểm này Quốc hội vẫn chưa có động thái nào liên quan đến bản án giám đốc thẩm của Hồ Duy Hải cả. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại phần phân tích các chứng cứ mâu thuẫn của vụ án Hồ Duy Hải theo cách phân tích và lập luận của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí. Mâu thuẫn với các tình tiết khách quan khác của vụ án, theo nội dung bản án phúc thẩm, khi cắt cổ chị Hồng, chị Vân, máu bắn rất nhiều lên người của bị cáo. Sau khi gây án, bị cáo trèo cổng sau để đi ra cổng trước. Tuy nhiên, tại biên bản khám nghiệm hiện trường, trên cánh cổng sau không có bất kỳ dấu vết máu nào để lại, bút lục số 44. Kết luận điều tra, cáo trạng. Bản án mô tả hành vi tấn công của bị cáo rất đơn giản, ít hành động nhưng biên bản khám nghiệm hiện trường. Bản ảnh hiện trường cho thấy có rất nhiều đồ vật rơi đổ, xáo trộn, nạn nhân bị tấn công với rất nhiều thương tích và chống đỡ rất quyết liệt. Bị cáo lần đầu vào phía trong của bưu cục cầu voi với thời gian rất ngắn nhưng lại khai rất chi tiết các đồ vật có trong căn phòng. Động cơ phạm tội của bị cáo chưa được xác định rõ ràng, cũng là vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án. Hai nhân chứng là anh Hồ Văn Bình, anh Đinh Vũ Thường không khẳng định nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, trước khi xảy ra vụ án, anh Bình có đến bưu điện để gửi xe khoảng 19 giờ và quay trở lại lấy xe vào lúc khoảng 19 giờ 30 phút. Có nhìn thấy một thanh niên phía trong bưu điện, một xe máy dựng bên ngoài sân, bút lục số 256. Anh Thường được ghi lời khai ngày 31 tháng 3 năm 2008 sau khi Hải bị bắt. Đến bưu điện cầu voi gọi điện về Cà Mau vào lúc 19 giờ 39 phút 22 giây, thấy một thanh niên ngồi phía bên trong bưu điện và nhìn thấy chiếc xe máy rim bút lục số 250. Tuy nhiên anh Bình chỉ khai là thấy một chiếc xe máy chứ không mô tả được màu sắc, đặc điểm, vân vân. Trong khi đó anh Thường lại khẳng định chiếc xe đó anh không nhìn thấy biển số xe. Về nhận dạng Hồ Duy Hải, tại biên bản ghi lời khai ngày 31 tháng 3 năm 2008 bút lục số 250, anh Đinh Vũ Thường khai tại phần cam đoan là tôi không thể nhận dạng được chính xác người thanh niên hôm đó qua khuôn mặt được. Còn anh Hồ Văn Bình chỉ nhìn thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện nhưng không mô tả hay nhận dạng được bút lục số 256. Như vậy là không có nhân chứng nào khẳng định được Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường của vụ án ngày hôm đó. Các nhân chứng làm việc tại cửa hàng di động số 124-126 Hùng Vương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và cửa hàng vàng bạc số 50 An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đều không xác định được đã mua điện thoại và số nữ trang như lời khai của Hồ Duy Hải về việc tiêu thụ tài sản, bút lục số 170-176. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay thu được ở hiện trường, cửa kính vòi nước ở lavabo không phải là của bị cáo Hồ Duy Hải. Theo bản án, sau khi cắt cổ chị Hồng, chị Vân, Hồ Duy Hải ra nhà tắm, mở vòi nước rửa tay, rửa dao cho sạch máu. Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện, thu giữ một số dấu vết được vân tay ở mặt trong của cửa kính bên cánh cửa phía sau và trên tay nắm mở vòi nước ở lavabo bút lục số 44. Tuy nhiên, bản kết luận giám định số 158 ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An kết luận các dấu vết vân tay thu giữ được tại hiện trường trong vụ án không phát hiện trùng khớp với điểm chỉ của 10 ngón tay trên bản chỉ của Hồ Duy Hải bút lục số 53. Như vậy, những dấu vân tay trên là của ai cũng chưa được làm rõ. Cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể của nạn nhân Hồng và Vân chưa được giải thích, làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Theo bản án, bị cáo dùng tay đánh vào mặt, hai tay cầm thớt, đập vào vùng đầu và vùng mặt, rồi dùng dao cắt cổ của chị Hồng. Tuy nhiên,
biên bản khám nghiệm tử thi ngày 14 tháng 1 năm 2008 xác định nạn nhân Hồng có 4 vết thương bầm tụ máu ở trên đầu, 4 vết thương hở rách da trên mặt. Trong đó có 2 vết rách có bờ mép sắc gọn ở vùng lông mày trái, 1 vết rách da bờ mép sắc gọn ở cằm bên trái, 1 vết thương hở sau bờ mép sắc gọn ở cổ, bút lục số 56. Có thể thấy, việc bị cáo dùng tay đánh vào mặt của chị Hồng thì không thể tạo ra các vết thương rách da bờ mép sắc gọn ở trên vùng mặt và trên cằm như mô tả trong biên bản khám nghiệm tử thi. Bản án kết luận, bị cáo dùng ghế đập vào đầu, dùng dao cắt cổ chị Nguyễn Thị Thu Vân, nhưng theo biên bản khám nghiệm tử thi bút lục số 54 phản ảnh, ngoài vết bầm tụ máu trên đầu và vết thương hở sâu bờ mép sắc gọn ở cổ thì còn các vết thương ở vùng thái dương bên phải, có 2 vết rầy xước da 1x0.5cm, 1x0.3cm nằm cách nhau 2cm. Các dấu vết trên do vật gì gây ra, cơ chế hình thành như thế nào chưa được làm rõ. Những mâu thuẫn quan trọng nêu trên chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã tác động trực tiếp đến tính khách quan, có căn cứ trong quá trình đánh giá chứng cứ, lời khai và kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Mẫu tàn tro được thu giữ không có giá trị chứng minh trong vụ án. Theo bản kết luận điều tra, qua lời khai của Hải, cơ quan điều tra đã đi thu giữ đống tro do Hải đốt sau khi gây án 1 tuần. Tuy nhiên, trong hồ sơ thể hiện, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2008, khi cơ quan điều tra đến khám xét nhà của Hải, có phát hiện và thu giữ đống tro này, bút lục số 232. Còn lời khai đầu tiên của Hải được lấy vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2008, bút lục số 82. Nghĩa là lời khai của Hải được ghi sau khi thu giữ đống tro chứ không phải do Hải khai mà cơ quan điều tra đi thu giữ được. Theo lời khai của bà Loan và bà Rưỡi thì Hải có thói quen đốt quần áo cũ. Thời gian từ khi vụ án xảy ra cho đến khi Hải bị bắt không thấy Hải đốt gì. Tại bản kết luận giám định số 3200 ngày 8 tháng 5 năm 2008 của Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận trong mẫu tàn than tro có thành phần vải và nhựa polyester, không đủ yếu tố kết luận có thành phần các nguyên liệu làm ra dây nịt thắt lưng, quần áo và sim kẹt, bút lục số 70. Nội dung hai bản án xác định chiếc ghế thu giữ được là công cụ phạm tội, nhưng trên thực tế chiếc ghế đó không liên quan đến vụ án. Hai đồ vật là con dao và cái thớt thu giữ được do anh Nguyễn Văn Thu và chị Lê Thị Thu Hiếu cung cấp không có giá trị chứng minh về công cụ gây án của người phạm tội, bởi vì dựa trên lời khai của một số người dọn dẹp hiện trường như là anh Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Tuấn Ngọc đã phát hiện ra một con dao rất mới và sạch, không có dấu vết được đút vào sau tấm bảng treo đối diện cầu thang nhà bếp hồi 15 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2008, sau đó đã đem đốt cùng với những đồ vật khác của bưu điện và không tìm lại được kể cả phần lưỡi dao bằng kim loại, bút lục số 226, 236, 242, 248. Bản vẽ nhận dạng con dao do cơ quan điều tra vẽ trước mà không phải do chính những người này vẽ ra. Quá trình điều tra, bị cáo cũng không tự vẽ con dao. Con dao do anh Thu mua về và việc nhận dạng con dao là do điều tra viên tự vẽ trước rồi đưa cho Hải nhận dạng, bút lục số 149 và 147. Lời khai của Hải về kích thước con dao cũng không thống nhất. Có lúc khai lưỡi dao rộng 3cm, bút lục số 87. Có lúc khai lưỡi dao rộng 6cm, bút lục số 93. Các lời khai đầu của Hải không khai đến việc dùng cái thớt gây án. Những lời khai sau, Hải có khai việc dùng thớt đập vào đầu của chị Hồng, nhưng việc mô tả thớt không thống nhất. Có lời khai thớt dày 10cm, bút lục số 93. Có lời khai thớt dày 5cm, bút lục số 99. Sau đó, cơ quan điều tra đã thu giữ được một chiếc thớt mới có đặc điểm giống với chiếc thớt trong bản ảnh hiện trường do chị Lê Thị Thu Hiếu, bạn của hai nạn nhân bị hại, mua vào ngày 24 tháng 6 năm 2008, bút lục số 205, về cho Hải nhận dạng, bút lục số 134. Chiếc thớt có vết máu xuất hiện trong bản ảnh hiện trường là vật chứng nhưng không được thu giữ để truy nguyên mà bị tiêu hủy ngay sau khi khám nghiệm hiện trường. Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện chưa đủ cơ sở khẳng định chiếc ghế là vật chứng. Hơn 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra thu giữ được một chiếc ghế inox Hòa Phát có mã là HBM2-44705, bút lục số 328, khác với mã số chiếc ghế trong bản ảnh hiện trường HBM2-44705-2, bút lục số 396, và khác với mã số ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường HPN2-447052, bút lục số 44. Các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như là bỏ sót những chứng cứ vụ án,
không trưng cầu giám định vết máu, không đưa ra một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án, dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án. Cụ thể, khám nghiệm hiện trường không thu giữ những vật chứng của vụ án, cái thớt, cái ghế là vật chứng quan trọng và là vật mang dấu vết của tội phạm. Khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận, chụp ảnh nhưng không thu giữ được để tuy nguyên là thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tại bản giám định pháp y số 21 ngày 17 tháng 1 năm 2008 của Phòng Giám định Pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, phần khám nghiệm tử thi ghi nhận bụng, dạ dày có chứa thức ăn đã nhuyễn lượng ít, bút lục số 60, nhưng không giám định để xác định thời điểm chết của nạn nhân, không trưng cầu giám định ngay dấu vết máu thu được khi khám nghiệm hiện trường mà để 4 tháng sau, tức là vào ngày 5 tháng 6 năm 2008, Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh mới kết luận mẫu dấu vết máu thu ở ngoài cửa nhà sau và trong nhà vệ sinh bưu điện cầu voi là máu người, nhưng không xác định được nhóm máu do đã bị phân hủy, bút lục số 68. Khám nghiệm hiện trường kết thúc vào hồi 13 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008. Khám nghiệm tử thi Hồng bắt đầu lúc 12 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008. Khám nghiệm tử thi Vân lúc 11 giờ 40 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008 đều do điều tra viên Lê Thành Trung thực hiện, tức là cùng một người, cùng một lúc vừa thực hiện khám nghiệm hiện trường vừa khám nghiệm hai tử thi. Một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến, bút lục số 133, 144, 211, 213, 222, 252, 238, 244, 253. Một số biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung có sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai, bút lục số 85, 97, 250. Lời khai đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 năm 2008 của bị cáo không nhận tội, nhưng bản khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án. Những tài liệu này có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Không lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu là nhân chứng đầu tiên phát hiện ra vụ án, ngoài các dấu vết vân tay tại hiện trường chưa xác định được của ai thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Son không được điều tra làm rõ. Những mâu thuẫn trong lời khai, những chứng cứ, dấu vết tại hiện trường chưa được làm rõ cùng những thiếu sót, vi phạm nêu trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, những vấn đề nêu trên cần phải khắc phục để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Vì các lẽ trên, quyết định 1. Kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 97 năm 2008 ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án hình sự phúc thẩm số 281-2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 97 năm 2008 ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án hình sự phúc thẩm số 281-2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 3. Tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 281-2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải. 4. Quyết định này thay thế quyết định không kháng nghị số 131-132 quyết định của Viện Kiểm sát tối cao ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Như vậy là chúng ta vừa mới xem xong toàn văn nội dung bản kháng nghị giám đốc thẩm của vụ án Hồ Duy Hải của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Những phân tích, lập luận để kháng nghị này rất chắc nịch. Những video tiếp theo, luật sư sẽ mời các bạn xem toàn văn bản báo cáo của bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Các bạn nhớ đón theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Luật sư Vlog. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.